em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé. Theo nhu cầu của rất là nhiều anh chị em thì trong video này mình giới thiệu với lại mọi người, đây là một cái mẫu hồ cá thủy sinh nha. Hồ này là của em Khanh ở Quảng Nam nha mọi người. Có rất là nhiều anh chị em muốn làm những cái mẫu hồ mini nè, mình đặt ở phòng khách á. Đây là một trong những cái mẫu mà thiết kế rất là đẹp nha, đơn giản đó mọi người. Và có rất là nhiều anh chị em nhờ mình chia sẻ xem coi là cái hệ thống lọc của hồ thủy sinh á, mình có làm giống như là hồ cá coi hay không. Thì thông qua video hồ của em Khanh thì mình cũng giải thích một tí xíu để cho mọi người hình dung nha. Đối với lại cá coi này của mình á, nó ăn thức ăn nhiều và nó tiêu thụ cái hàm lượng thức ăn nhiều, nên là cái phân của nó đi ra khá là nhiều. Đòi hỏi là cái hệ thống lọc của nó là anh em phải xử lý thật là mạnh nha. Và đặc biệt khi mà nuôi cá coi thì mình cũng sẽ hạn chế cái tình trạng là để cát nè, đá, sỏi bên trong hồ của mình. Còn đối với lại hồ thủy sinh thì hoàn toàn ngược lại nha, giống như là mọi người rải cát nè, đá, sỏi rồi mình trồng cây. Và cái bơm khi mà anh chị em cô chú mình đặt trong hồ á, nó cũng khác so với lại là cá coi nữa. Cá coi là khi bơm để bên trong hồ, mọi người phải chia tê làm hút đáy và lại làm hút mặt, có nghĩa là mình hút cái phân chìm rồi hút cái phân nổi luôn. Còn đối với lại hồ thủy sinh thì mình thấy rất là nhiều anh em nha, nói chung là mình không có chuyên về bên cái thủy sinh, nhưng mà mình thấy 10 hồ là hết 7 đến 8 hồ cái bơm á, mọi người để cái khoảng giữa, có nghĩa là mình chỉ cần lấy nước thôi chứ cũng không có cần nhất thiết là phải đặt cho nó sát với lại cái nền hồ của mình, rồi sau đó là bơm lên hệ thống lọc của mình xử lý, rồi nước của mình trả về hồ, mình vừa tạo oxy. Ví dụ như chơi hồ thủy sinh thì mọi người có luồng cũng được, mà mình không có luồng cũng được. Còn đối với lại cá coi của mình thì bắt buộc phải có luồng để nó tạo một cái dòng chảy, nó gom phân lại ngay chỗ vị trí của máy bơm của mình, rồi nó giúp cho cá của mình bơi. Còn đối với lại thủy sinh thì có hay không có, nó cũng mình thấy nó cũng không có quan trọng lắm nha. Và đặc biệt là khi mà mình chơi thủy sinh thì mọi người rải cát nè, đá, sỏi vào, nó tạo cho mình một cái nền rất là đẹp. Đó, thì ngày hôm nay nhân dịp hồ của em Khanh thì mình chia sẻ lên Zalo với là mọi người, cũng phân biệt một tí xíu để cho anh chị em cô chú mình xem coi là nếu mà muốn làm những cái mẫu hồ thủy sinh giống như của Khanh thì mình nên đặt bơm ở vị trí nào. Thì theo cá nhân riêng của mình thấy rất là nhiều cái mẫu hồ anh em để ở cái khoảng giữa nha. Còn nếu mà anh chị em cô chú mình chuyên về bên thủy sinh thì để lại phần comment bên dưới để cho mình cũng như là một số anh chị em đang quan tâm có thể là tham khảo nha.